Thái Lan mở cuộc điều tra sau khi hai du khách Anh quốc chết ở bờ biển, tin từ Koh Tao, Thái Lan. Cảnh sát Thái Lan đang mở cuộc điều tra sau khi hai du khách Anh quốc bị giết trên bờ biển đảo Koh Tao. Chính quyền cho biết là hai du khách là David Miller, 24 tuổi ở Jersey và Hannah Whitridge, 23 tuổi ở Norfolk, đã bị tấn công trong đêm Chủ nhật và thi hài được tìm thấy trong sáng ngày thứ hai. Ngày hôm nay thì cảnh sát đã thẩm vấn ba người di dân Miến Điện và lục soát nhà của họ. Hai du khách Anh quốc đã bị tấn công bằng cuốc và một cây cuốc đã lưu lại gần hiện trường. Chỉ huy trưởng cảnh sát tỉnh Surat Thani là thiếu tướng Kiatipong Kausaman nói rằng hiện giờ cảnh sát đã thu thập nhiều bằng chứng như cái cuốc, áo quần, giày dép của nạn nhân, đang tiến hành tìm thêm bằng chứng. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha sau khi họp nội các đã nói với báo chí rằng Thái Lan không chấp nhận những gì đã xảy ra, nhưng báo chí cần phải giải thích cho du khách ngoại quốc biết là Thái Lan đang có vấn đề, không an toàn để du khách có thể đi tới mọi nơi. Thi hài hai du khách Anh quốc đã được đưa tới sở pháp y ở Bangkok để khám nghiệm.